các bạn thấy chưa? Nãy mà mình không chắn lại thì chỗ này là đi đi tới lên tới luôn anh ơi, tới đây. Đó. Thấy chưa? Mình đứng đây mình xin rồi đấy mà cuối cùng anh chị em ở trên đi xuống vẫn không chịu nhường. Xin chào tất cả quý bạn và các vị đã quay trở lại với channel của mình. Tới này mình đang phát hiện một chiếc đầu kéo Chiang Long này. Bác này đang kéo một con máy cuốc với lại cái gì á các bạn ơi. Này cũng khá là nặng này các bạn này. Không biết phía trên là cái gì nữa, còn phía sau này có một chiếc máy múc nhỏ nhỏ này. Đó. Hơi tài đã vượt qua được khúc cua đầu tiên bên phía chân đèo Huế rồi này. Chỗ này có khúc cua đẹp quá các bạn ơi. Đây rồi, chiếc xe đã lên đến đây rồi các bạn này. Bác tài này đi cũng khá là chậm. Hôm nay trời thời tiết trên đèo đẹp quá các bạn ơi. Trời trong xanh này, biển ngoài phía xa kia là xanh ngắt luôn. Rồi, lại theo chân chiếc xe đi tiếp lên trên đỉnh đèo các bạn nhá. Bây giờ thì chiếc xe đã di chuyển đến cái đoạn khúc cua mà có cây cầu này nhỏ nhỏ này các bạn ơi. Con dốc 8%. Cũng khá là cao mà đoạn này thì cong nữa. Mình không biết ở phía giữa kia là cái máy gì nữa. Anh em nào biết thì có thể để lại bình luận nhá. Đây này, không biết là cái cục gì nữa này các bạn này. Nó khá là to và dày nữa. Ở bên dưới và bên trên nó còn có ống thủy lực nữa kìa các bạn kìa. Hình như là một cái máy ép gì đó. Rồi lại lên phía trên tiếp theo để review chiếc xe này cho các bạn cùng xem nhá. Con dốc này tương đương khoảng 8%. Rất là dài luôn. Hôm vừa rồi thì đã có mấy chiếc xe bị thất thủ ở đây rồi, tại vì lý do là bị mất đá. Đây.
tài xế rất là cute luôn các bạn ơi. Đang phải lên dốc nhưng mà bác tài vẫn phải giơ tay ra để giao lưu chào mình luôn. Rồi lên được con dốc này thì lại là tiếp tục đến cái khúc cua tay áo mà gắt nhất trên đèo Hải Vân. Đấy chính là khúc cua 3 tầng các bạn nhé. Rồi chúng ta lại tiếp tục lên thôi. Đây là cái đoạn cua cuối cùng để tiếp tục lên đến vị trí khúc cua 3 tầng này các bạn ơi. Và đây rồi các bạn ơi, chiếc xe cơ giới đã bắt đầu di chuyển lên đến vị trí khúc cua 3 tầng rồi. Một khúc cua mà tất cả các tài xế di chuyển qua đây đều cảm thấy ngao ngán. Đây. Bác tài đang lấy đà đạp hết ga để vượt khúc cua này. Điều đáng sợ nhất với mình mỗi lần đứng khúc cua này là chỉ sợ những sự cố nó đến bất ngờ, ví dụ như là nổ lốp thì cực kỳ nguy hiểm luôn. Tuy nhiên là để có một cái video đẹp thì mình vẫn phải liều mình một chút các bạn ạ. Bây giờ chiếc xe đã gần như vượt qua được khúc cua này rồi. Còn một chút nữa thôi. Rồi, xin chúc mừng bác tài. Bây giờ thì ngay phía trên lại thêm một khúc cua nữa nhé. Chiếc xe đã lên đến đây rồi. Hôm nay trên đèo đúng là thời tiết cực kỳ là đẹp luôn. Bác tài lại tiếp tục vượt qua được khúc cua này rồi. Khúc này đẹp quá các bạn này. Nhìn nó tròn vo luôn này. Chờ tí anh ơi, xe dưới. Chiếc xe đang lên đến đoạn cua này rồi. Ở trên này hôm nay ngày cuối tuần ấy, xe cộ nó xuống rất là nhiều luôn. Nên là mình phải hỗ trợ cho bác tài đứng ở đây. Chứ không đoạn này mà mất đà là toang luôn á.
bạn thấy chưa? Nãy mà mình không chắn lại thì chỗ này là đi đi tới lên tới luôn anh ơi, tới đây. Đó. Thấy chưa? Mình đứng đây mình xin rồi đấy mà cuối cùng anh chị em ở trên đi xuống vẫn không chịu nhường. Rồi, bây giờ còn một khúc cuối cùng phía trên nữa là kết thúc cái hành trình leo các bạn ơi. Bác Tài sẽ tiếp tục cuộc hành trình đổ đèo nhé. Chiếc xe đã lên đến đây rồi các bạn ơi. Rồi, như vậy là bác Tài đã gần được kết thúc cái hành trình leo đèo rồi các bạn nhé. Còn thêm một quãng nữa là lên đến đỉnh. Còn phía dưới kia là sẽ là đổ đèo. Đây, khúc cua nó cực kỳ là cong như thế này cơ mà. Đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục theo chân chiếc xe ở phần tiếp theo trong đổ đèo nhé. Tiếp tục là phía dưới đoạn cua tiếp theo. Chiếc xe đã gần tiến tới phía chân đèo Đà Nẵng rồi các bạn ạ.